Cuối tháng 7 vừa qua, một loạt cán bộ cao cấp của ngành công an và quân đội bị đề nghị kỷ luật vì những sai phạm bị cho là rất nghiêm trọng. Trong số này, nổi bật có hai nhân vật là nguyên Thứ trưởng và đương kim Thứ trưởng của Bộ Công an. Đó là Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, bị cáo buộc có những vi phạm rất nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành công an, gây bức xúc trong xã hội. Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân cũng bị xác định là thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra còn có Thượng tướng Phương Minh Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, bị cho là đã trực tiếp ký một số văn bản sử dụng đất và mục đích kinh tế không đúng quy định. Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân, được nói đã mắc sai phạm trong việc duyệt danh sách hưởng chính sách nhà ở, đất ở của quân đội. Bên cạnh đó, còn có hàng loạt quan chức thuộc Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, thuộc Tổng cục 4 và Ban thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không. Ngay sau khi loạt cán bộ này bị đề nghị kỷ luật, hai nhân vật được cho từng khét tiếng là ông Đinh Ngọc Hệ hay còn gọi là Út Chọc bên quân đội và ông Vũ Nhôm bên công an cũng bị xét xử với những mức án được nói là rất nghiêm túc. Út Chọc chịu án 12 năm tù, còn Vũ Nhôm lĩnh án 9 năm tù giam. Nhà báo độc lập, nhà bình luận chính trị Phạm Chí Dũng nhận định về chiến dịch chống tham nhũng trong hai ngành công an và quân đội của Việt Nam. Thực ra là chiến dịch chống tham nhũng này đã bắt đầu vào ngành công an là khoảng từ tháng 8 năm 2017. Khi đó bắt đầu có những cuộc điều tra đối với tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa của Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao. Và đến khoảng đầu năm 2018 khi mà bắt Vũ Nhôm thì lúc đó là chính thức đã lan sang ngành công an. Còn đối với quân đội thì vào khoảng tháng 5 năm 2018, tức là khoảng 4 tháng sau, tức là có một cái độ trễ khoảng 4 tháng sau ngành công an thì bắt đầu lan sang sang bên khu vực quân đội. Tức là lúc đó là tướng Phương Minh Hòa và sau đó là một số tướng khác. Và cũng liên quan tới cái vụ án là Út Chọc đấy. Nhưng mà về mức độ thì bên quân đội nhẹ nhàng hơn khá nhiều so với bên công an. Cho tới nay thì cái việc mà giáng chức, giáng quân hàm hay là cách mọi chức vụ ở trong quân đội ấy, thì chưa xảy ra mà lại xảy ra ở bên công an. Đó, ví dụ như là đối với tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an là cái cấp cao nhất cho tới giờ là bị xử lý kỷ luật. Trong một buổi gặp gỡ với cử tri Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận bên công an, quân đội nhiều lần xin xử lý tham nhũng nội bộ để không làm mất uy tín hai cơ quan này. Nhưng ông Trọng đã từ chối, nói rằng công khai là thanh bảo kiếm chữa lành các vết thương. Nhà báo Nguyễn An Dân lại cho rằng các phe cánh trong đảng đang tiếp tục đấu đá nhau, trong đó có những phe thuộc ngành công an và quân đội. Thực ra thì trong đảng thì ai cũng tham nhũng. Cái đó là ông Trương Tấn Sang ông nói chứ không phải là mình nói. Thành ra là vấn đề là bắt ai thì cũng có thể nói đó là chống tham nhũng thì cũng đúng. Nhưng mà tuy nhiên cái vấn đề còn lại đó là những người mà đang bị bắt, ví dụ như đang bị xử lý, ví dụ như ông Vũ Nhôm hay là ông Đinh Ngọc Hệ, thì người ta đồn là có là đàn em, là vây cánh của lãnh đạo này, lãnh đạo kia ở trong đảng. Thành ra nó có cái sự gọi là trùng hợp nhiều như vậy. Thành ra là nhiều người, không chỉ tôi, nói rằng đây cũng không chỉ là cuộc chiến chống tham nhũng mà nó còn là vấn đề phe cánh. Một minh chứng cho thấy sự đấu đá phe cánh mà nhà báo Nguyễn An Dân đưa ra, đó là các vụ án lớn như Formosa hay Thủ Thiêm không bị xử lý. Có những người như dư luận sai phạm rất là nhiều nhưng vẫn chưa thấy bị xử lý. Ví dụ như ông Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chẳng hạn. Thì dư luận người ta phải đặt câu hỏi là tại sao là không xử lý cho Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Đó, rồi hay là có những thứ trưởng này, thứ trưởng kia, ở trong ngành này, ngành kia vẫn có sai phạm nhưng mà không xử lý. Ông Vũ Huy Hoàng là nguyên Bộ trưởng Công Thương, bị đưa ra kỷ luật vì các sai phạm nghiêm trọng xảy ra trong quá trình làm việc tại Bộ Công Thương, thời gian từ năm 2011 cho đến năm 2016. Theo đó, ông Vũ Huy Hoàng bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng thuộc Bộ Công Thương trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2016. Đây được nói là vụ việc gây đau đầu cho cơ quan pháp luật của Việt Nam, vì trước đây chưa từng có quy định của pháp luật hay tiền lệ về việc xử lý kỷ luật một cán bộ cấp cao của Đảng khi đã về hưu.
Mặc dù hàng loạt các sai phạm nghiêm trọng của ông Hoàng đã bị phanh phui, nhưng cho đến bây giờ, ông này vẫn ung dung tại ngoại. Một vị quan chức cao cấp khác mắc nhiều sai phạm trong vụ án Mobifone thuộc Bộ Thông tin Truyền thông nâng khống giá mua công ty truyền hình An Viên AVG, gây thất thoát nhiều ngàn tỷ đồng ngân sách nhà nước là ông Trương Minh Tuấn. Tuy nhiên, biện pháp kỷ luật đối với ông này bị cho là nhẹ. Ông này bị ngưng chức Bộ trưởng Thông tin Truyền thông và chuyển sang làm phó chuyên trách Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ vụ việc ông Trương Minh Tuấn, nhà báo Phạm Chí Dũng cho rằng chiến dịch lò nóng củi tươi của ông Trọng đang có dấu hiệu đi xuống. Nếu mà cái việc mà xử Trương Minh Tuấn một cách quá nhẹ nhàng như vậy thì đã làm cho chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng là về mặt thực chất là chỉ đốt củi rừng chứ không phải là đốt củi nhà và chỉ chống tham nhũng một bên. Và có lẽ là trong tương lai gần thì cái chiến dịch này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Đây cũng là quan điểm của nhà báo Nguyễn An Dân. Ông cho rằng trong tương lai sớm, lò của ông Trọng sẽ ngấm tắt. Tôi nghĩ rằng nó sẽ dừng lại. Tại vì nó bản chất của nó không phải là cuộc chiến chống tham nhũng mà nó có mục tiêu chính trị. Thì khi mục tiêu chính trị đã đạt được rồi thì người ta sẽ dừng lại. Chúng tôi ghi nhận nhiều nhà quan sát chính trị cũng nói rằng công cuộc chống tham nhũng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đang ngày càng hạ nhiệt và để lộ ra bản chất các phe cánh diệt trừ lẫn nhau.